Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với đại sứ các nước Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản tại Việt Nam để trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Chính phủ Việt Nam xác định vai trò quan trọng của việc phát triển điện khí và việc đưa điện khí vào sử dụng còn phù hợp với cam kết của Chính phủ tại COP26 là giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo quy hoạch điện 8, hai dự án nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ 1 và 2 sẽ vận hành thương mại vào năm 2027 và 2029 với tổng công suất 4.500 MW nằm trong khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, hai dự án này hiện vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai, vận hành. Do vậy, Bộ trưởng đề nghị đại sứ các nước Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các dự án đi vào hoạt động đúng kế hoạch để đảm bảo nguồn cung năng lượng cho Việt Nam, cũng như đảm bảo các mục tiêu mà Việt Nam đã đặt ra. Tại buổi làm việc, các đại sứ Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản tại Việt Nam đã cùng trao đổi về những đề xuất của các nhà đầu tư đối với hai dự án điện khí Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2. Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đồng tình với quan điểm của các đại sứ về việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để triển khai các dự án điện khí, đặc biệt là đối với hai dự án Sơn Mỹ 1, 2. Đồng thời cho biết, Bộ Công Thương vừa được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng dự thảo phát triển năng lượng mới, năng lượng hạt nhân. Vì vậy, rất cần các đối tác, tổ chức có kinh nghiệm chia sẻ, học hỏi. Do đó, trong khả năng, các đại sứ có thể giới thiệu những đối tác liên quan với Việt Nam.